Ngày 26 tháng 7, Tòa án quân sự quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Tấn Đài, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai, mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, đồng thời tuyên cấm bị cáo đảm nhiệm vai trò quản trị điều hành website, trang mạng xã hội trong thời gian 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính. Tòa xác định hành vi của bị cáo Tài đã trực tiếp xâm phạm đến quy định về quản lý môi trường mạng, làm giảm uy tín của trường quân sự quân khu 7, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2023, mặc dù không biết nội dung vụ việc chưa kiểm chứng, nhưng Tài sử dụng máy tính xách tay để trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến, có nội dung bịa đặt sai sự thật tại trường quân sự quân khu 7 về việc xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh. Qua công tác nắm tình hình và tin báo từ người dân, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo đó, giữa khuya 25 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy qua khu vực khóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đến sáng 26 tháng 7, tại cơ quan điều tra, đối tượng S, 60 tuổi và T, 22 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đã khai nhận cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại từ Campuchia về Việt Nam, thừa nhận chính là vàng 24K được vận chuyển và đưa đi tiêu thụ thông qua một số đầu mối tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sáng 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Hoàng Văn Thành về tội giết người và cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là chị P, làm nghề nối mi và sơn móng tại quận Thanh Xuân. Theo cáo trạng, năm 2020, Hoàng Văn Thành có quan hệ tình cảm yêu đương với chị P. Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1, Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng để đón chị P đi liên hoan. Đến nơi, Thành nhìn thấy chị B đứng nói chuyện với anh D ở trước cửa hàng nên dẫn đến ghen tuông xảy ra cãi nhau giữa Thành và chị B. Thành liên tục hỏi chị B về mối quan hệ với anh D nhưng chị B không trả lời nên Thành bực tức dùng dao đâm chị B nhiều nhát khiến chị B tử vong tại hiện trường. Thấy Thành dùng dao đâm chị B nên D vào can ngăn cũng bị Thành dùng dao đâm một nhát trúng cánh tay trái. Sau đó Thành điều khiển xe máy đi bỏ trốn. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2023, Thành đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận hành vi phạm tội và bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù tội cố ý gây thương tích, tử hình tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, bị cáo Thành phải bồi thường dân sự hơn 200 triệu đồng. Chiều 26 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ vụ nhóm nhân viên dịch vụ công ích mắc kẹt dưới cống, khiến một người chết và 4 người bị thương. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, ở đường Trần Văn Dào, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra sự cố có nhiều người bị mắc kẹt dưới cống. Do bên dưới có nhiều khí nên lực lượng chức năng đeo mặt nạ, bình khí và tiếp cận bên dưới cống, vớt được một người đã tử vong tên L, sinh năm 1985, lên mặt đất. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 người khác bị mắc kẹt, bị thương và sau đó chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, công an xác định nhóm người là nhân viên dịch vụ công ích. Trong quá trình dọn vệ sinh dưới cống thì gặp sự cố. Khoảng 10 giờ sáng 26 tháng 7 trên cánh đồng điện gió của nhà máy Phong Điện 1, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bất ngờ xảy ra vụ cháy tuabin điện gió, cột khói đen bốc cao. Thời điểm gặp thời tiết có gió mạnh, lửa kèm khói bốc lên từ tuabin điện gió cao trên 85m, kèm theo nhiều tiếng nổ. Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong cho biết đã huy động lực lượng địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường để cùng nhà máy khống chế được ngọn lửa. Ngày 26 tháng 7, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, thông tin vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn về hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cá ủ chua. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 21 tháng 7, anh N, 36 tuổi và vợ là chị H, 24 tuổi, có ăn cơm trưa với hai người làm công nhân tại phòng trọ của anh N tại thành phố Đà Nẵng. Món ăn gồm cá niên tự làm ủ chua, cơm, cá nục tươi chiên, canh rau nấu với cá nục, trong đó cá niên do anh N tự bắt ở quê và mang về Đà Nẵng tự làm ủ chua. Đến 19 giờ cùng ngày, chị H có triệu chứng nôn, khó thở, đại tiểu tiện khó, sau đó được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để theo dõi và điều trị. Đến sáng ngày 24 tháng 7, chị N không thuyên giảm, có tiến triển nặng hơn, khó thở, nhìn mờ, bụng chướng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Vào lúc 5 giờ ngày 22 tháng 7, anh D có biểu hiện buồn nôn, nôn trên 10 lần, người mệt, đau đầu, đau họng, choáng, không ăn uống được. Lúc 10 giờ cùng ngày được bạn cùng phòng chở từ Đà Nẵng về lại Phước Sơn để nhập viện và điều trị. Vụ thứ hai vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 7 ở khu vực Trường Núi của xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Bữa ăn trưa có 7 người gồm các món cơm, cá niên, cá trô, cá trắng. Món cá niên do anh T tự đánh bắt tại suối nước Mỹ thuộc xã Phước Chánh rồi tự làm ủ chua. Sau khi dùng cơm tại trường thì Quy, 14 tuổi cùng mẹ về nhà. Đến 18 giờ dùng cơm tối cùng mẹ gồm cơm và cá kho. Đến 20 giờ than đau đầu, buồn nôn, nôn 5 lần, choáng, người mệt mỏi. Trong ngày 24 tháng 7 không ăn uống được, buồn nôn, nôn đến lúc 19 giờ, Quy được anh trai đưa vào khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.